Ah, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, parfait. Voilà. OK. Oui, Dr. Francis, on va attendre quelques minutes pour que les autres personnes puissent entrer. Et donc, on va commencer après. Oui, OK, pas de problème.
Ok, c'est bon. Je pense qu'on peut commencer maintenant. D'accord, ok. Donc, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, c'est le dernier cours de ce cycle de DU que moi je vous fais. Donc on va continuer à parler du suivi du traitement par PPC, par CPAP, suivi à partir des données enregistrées par les machines. Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ bước theo tiếp đến cái bài học cuối cùng ở trong cái chuỗi bài học về các cái hội chứng ngừng thở khi ngủ ở người lớn mà trong cái chương trình học DUI này. Thế thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục học cái bài về theo dõi bệnh nhân khi mà chúng ta kê đơn máy thở chỉ định thở CPAP cho bệnh nhân, thì chúng ta sẽ theo dõi bệnh nhân thông qua các cái phần mềm mà được ghi nhận lại qua các cái thiết bị của máy thở. Donc les fois précédentes, on a vu l'observance, on a vu les problèmes de fuite, on a vu les problèmes de pression et aujourd'hui, on va voir les problèmes d'apnée et hypopnée résiduelle. Như các bạn nhớ thì trong cái buổi học lần trước thì chúng ta đã được học và đã được phân tích và diễn giải các cái báo cáo về các cái ví dụ như là các cái độ tuân thủ, rồi là các cái dò khí và các cái áp lực. Vậy thì phần ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tiếp vào là chúng ta sẽ phân tích cái chỉ số ngưng giảm thở, tức là cái chỉ số AHI tồn dư. Lorsqu'on constate qu'il y a des apnées et hypopnées résiduelles, un index d'apnée hypopnée résiduelle élevé, il faut se poser plusieurs questions. D'abord, quelle est la valeur normale de cet index d'apnée résiduelle élevé? Quels sont le type de ces événements résiduels et quelles sont les causes? Xung quanh các cái câu hỏi về cái chỉ số AHI tồn dư thì chúng ta thấy rằng là nếu như mà chúng ta vẫn còn tồn tại cái chỉ số ngưng giảm thở thì chúng ta sẽ phải đặt rất là nhiều các cái câu hỏi liên quan đến cái chỉ số này. Đầu tiên đó là cái giá trị của AHI tồn dư là bao nhiêu, giá trị nào thì được coi là một cái AHI tồn dư bình thường, và sau đó thì chúng ta sẽ phải xem là cái loại sự kiện tồn dư là còn lại là cái loại sự kiện nào, và chúng ta tiếp bước thứ ba là chúng ta phải tìm nguyên nhân tại sao lại vẫn còn có các cái chỉ số ngưng giảm thở tồn dư. Donc ce tableau un peu chargé qu'on ne va pas détailler, c'est pour montrer que selon les fabricants, les critères d'apnée et d'hypopnée résiduelle ne sont pas tout à fait les mêmes, mais on admet globalement qu'un index d'apnée-hypopnée résiduelle supérieur à 10 ou supérieur à 15 est quelque chose d'anormal. Và về các cái định nghĩa, tức là các cái đặc điểm về các cái sự kiện ngưng thở giảm thở thì nó sẽ có các cái định nghĩa khác nhau tùy vào theo các cái nhà sản xuất, ví dụ như là Philips hay là ResMed ấy. Thế thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là những cái cơn ngưng thở giảm thở thì đều theo cái định nghĩa đó là trên 10 giây, tuy nhiên thì cái lưu lượng của nó còn lại là 10% hay là 15% thì nó sẽ tùy thuộc vào nhà sản xuất người ta định nghĩa để người ta sẽ ghi nhận các cái biến cố. Donc vous voyez que les machines vont nous donner des indications sur les événements résiduels, les apnées, les hypopnées, les RERA, c'est-à-dire les limitations de débit avec ronflement, les limitations de débit, les ronflements et la respiration de Shenstocks, respiration périodique. Và trong các cái sự kiện mà các cái máy thở mà ghi nhận lại được cho chúng ta đọc được thì sẽ có các cái sự kiện về ngưng thở, giảm thở hay là các cái sự kiện liên quan đến là RERA, tức là các cái giảm của cái lưu lượng hít vào mà có kèm theo ngáy, hay là có cái giới hạn của lưu lượng, hay là có thể là cho chúng ta các cái dữ liệu về các cái sự kiện như là bệnh nhân có còn ngáy và các cái kiểu thở trainer stop, tức là cái kiểu thở mà có chu kỳ. Maintenant, actuellement, les machines sont capables de distinguer les apnées obstructives et les apnées centrales résiduelles, de faire la différence entre apnée obstructive et apnée centrale. Hiện tại thì hầu hết các cái loại máy thở hiện nay thì đều có thể phân biệt được hai cái sự kiện, đó là cái sự kiện ngưng thở, giảm thở, và đặc biệt là nó có thể là phân loại được cả hai cái sự kiện, đó là ngưng thở tắc nghẽn hay là ngưng thở trung ương. On va voir que selon les fabricants,
La méthode de détermination du caractère central ou obstructif est différente. Và tùy theo các cái nhà sản xuất thì cái cách để mà họ phân biệt giữa cái ngừng thở tắc nghẽn hay là ngừng thở trung ương thì khác nhau. Ici, on a la méthode de Venman ou Löwenstein, maintenant ça s'appelle Löwenstein, et la méthode de Venman-Löwenstein, c'est la méthode des oscillations forcées, c'est-à-dire que l'appareil envoie des petites oscillations lorsqu'il détecte un début d'apnée, et en fonction de la réponse sur le débit respiratoire, l'appareil va distinguer apnée obstructive ou apnée centrale. Thế thì ở đây là một cái về một cái đa cái của cái hệ thống, tức là hệ thống Westman ở trong cái máy thở của Lowenstein ấy. Thế thì ở các cái máy thở của cái hãng này, của cái dòng máy thở này, thì nó sẽ có những cái biểu hiện là có các cái dựa trên các cái kỹ thuật về về dao động cưỡng bức, tức là chúng ta thấy là ở trên cái đường đồ thị ấy, thì nó sẽ không được thẳng mà sẽ ở trên cái đường đồ thị về áp lực, chúng ta sẽ thấy là có những cái dao động nhỏ li ti mà nó tương ứng với cả cái dòng mà của bệnh nhân khi mà bệnh nhân ngừng thở. Thì ở phía trên thì chúng ta thấy là cái dòng thở của bệnh nhân thì là thẳng, nhưng mà ở phía dưới ở cái dòng áp lực thì chúng ta sẽ thấy là có cái độ dao động nhỏ ở lăn tăn ở phía trên cái đường về áp lực. Ici, on a un exemple d'apnée obstructive. On voit que l'apnée est ici, qu'il y a des mouvements thoraciques et abdominaux. C'est une apnée obstructive et on voit que quand l'appareil envoie des oscillations, il n'y a pas de réponse sur le débit. Donc, pas de réponse, c'est une apnée obstructive avec les voies aériennes fermées. Thế thì ở đây làm thế nào để chúng ta biết được đây là một cái cơn ngừng thở tắc nghẽn hay là cơn ngừng thở trung ương? Thế thì ở cái đường đồ thị lưu lượng và cái gắng gắng sức ấy, thì chúng ta vẫn thấy là vẫn có các cái cử động gắng sức, do vậy là đây là một cái cơn ngừng thở tắc nghẽn. Và hơn thế nữa là chúng ta nhìn vào cái biểu đồ về cái áp lực thì chúng ta thấy là mặc dù có cái sự dao động lăn tăn về cái áp lực đó, nhưng mà khi mà đối chiếu lên cái dòng thở của bệnh nhân thì chúng ta thấy là không có cái đáp ứng về dòng thở của bệnh nhân với cái sự thay đổi áp lực đó. Cho nên là trong cái trường hợp này thì chúng ta thấy rằng đây là một cái trường hợp ngưng thở mà cái đường hô hấp trên nó đang đóng, tức là ngưng thở tắc nghẽn. Ici, c'est l'exemple d'une apnée centrale. Les voies aériennes sont ouvertes. On voit que les oscillations forcées entraînent une réponse sur le débit respiratoire. Les voies aériennes sont ouvertes. C'est une apnée centrale. Il n'y a pas de mouvement thoracique et abdominaux. Thế thì cái ví dụ tiếp theo này đó là một cái cơn ngừng thở trung ương. Tại sao chúng ta biết đây là một cái cơn ngừng thở trung ương? Bởi vì là chúng ta thấy rằng là thứ nhất là nó đi kèm với cả các cái dao động lăn tăn ở cái đường áp lực. Thì khi đối chiếu lên trên thì ở cái dòng thở của bệnh nhân thì chúng ta thấy rằng là vẫn có cái sự đáp ứng là cái đường thở của bệnh nhân nó cũng lăn tăn theo cái, cũng có cái sự dao động theo cái đường thở của mức áp lực. Và đối chiếu xuống phía dưới thì chúng ta thấy rằng là không có các cái cử động ngực bụng nữa. Và khi vậy thì người ta định nghĩa rằng là nếu như mà chúng ta thấy có cái hình ảnh này thì có nghĩa là cái đường thở của bệnh nhân vẫn đang mở. Khi mà đường thở của bệnh nhân vẫn đang mở thì đây là một cái cơn ngừng thở trung ương. Chez le fabricant ResMed, c'est le même principe pour distinguer les apnées centrales et les apnées obstructives. C'est la même méthode des oscillations forcées avec une fréquence de 4 Hz. Ici, chez ResMed, c'est le même système. Còn ở trong cái hệ thống của cái hãng ResMed thì người ta cũng thấy rằng là người ta cũng có cùng một cái cơ chế là xung quanh cái kỹ thuật này, thì chúng ta cũng sẽ thấy là cũng có những cái đường mà dao động ở cái đường đồ thị áp lực và cái tần số của cái dao động là khoảng 4 Hz, và cả cái về các cái đọc phân biệt giữa ngừng thở tắc nghẽn và ngừng thở trung ương ở cái hệ thống của máy ResMed thì cũng tương tự như trường hợp trước. Chez Philips, le fabricant Philips, c'est un petit peu différent. Au lieu d'être des oscillations, lorsqu'il y a une apnée, l'appareil envoie des pulses, des impulsions de 2 cm de H2O, des impulsions de pression de 2 cm comme ceci, et on voit s'il y a une réponse de
du débit respiratoire. S'il y a réponse, les voies aériennes sont fermées. S'il n'y a pas de réponse, les voies aériennes sont ouvertes. Donc c'est un petit peu l'inverse ici chez Philips. Còn ở cái hệ thống của cái hãng Philips thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ hơi khác một chút. Thế thì khi mà đọc các cái bản ghi ở trên các cái máy hệ thống Philips thì chúng ta sẽ thấy rằng là mặc dù bệnh nhân có các cái cơn ngừng thở nhưng mà cái đường đồ thị để biểu diễn cái sự thay đổi về áp lực thì nó cũng không phải là dao động giống như là ở cái các cái hãng trước mà chúng ta thấy rằng là có cái sự tăng. Chúng ta thấy rằng là có cái sự tăng của cái mức áp lực, tức là trên 2, nó sẽ tăng cái mức áp lực trên 2 cm nước. Thế thì ở đây thì chúng ta sẽ phân biệt dựa vào cái việc đó là có đáp ứng ở cái đường cong lưu ở cái đường lưu lượng thở của bệnh nhân hay không. Nếu mà trong trường hợp mà một bệnh nhân này là đường thở đang mở thì chúng ta sẽ thấy là cùng với cả cái sự tăng áp lực thì chúng ta đối chiếu lên cái đồ thị phía trên thì chúng ta sẽ thấy rằng là có cái sự thay đổi về cái đường đồ thị của cái dòng khí thở của bệnh nhân. Do vậy mà trong cái trường hợp này thì đây là một cái trường hợp mà đường thở của bệnh nhân vẫn mở, có nghĩa rằng đây là một cái cơn ngừng thở trung ương. Thế còn nếu như mà trong trường hợp mà chúng ta thấy rằng là cái áp lực nó thay đổi, nhưng mà cái đường đồ thị biểu diễn cái đường thở ra của bệnh nhân nó thẳng băng, tức là không có sự thay đổi đáp ứng kèm theo, thì khi đó là một cái đường thở bị tắc nghẽn, có nghĩa là cơn ngừng thở tắc nghẽn. Donc retenez que les appareils de CPAP sont capables de distinguer les apnées centrales et les apnées obstructives résiduelles. Donc ça, c'est très intéressant. Và thông qua những cái đường đồ thị biểu diễn này thì các cái hệ thống máy nó sẽ giúp cho chúng ta phân biệt được đâu là cơn ngừng thở tắc nghẽn, đâu là cơn ngừng thở trung ương trong những cái sự kiện tồn dư của bệnh nhân. Và những cái sự kiện này, những cái thông số này thì sẽ cho chúng ta những cái phân tích rất là thú vị. Alors ensuite, lorsqu'on a un index d'apnée hypopnée résiduelle élevé, c'est-à-dire supérieur à 10 ou à 15, d'abord, bien sûr, on l'a vu la dernière fois, il faut éliminer les fuites. Première chose, c'est éliminer les fuites. Và khi mà chúng ta thấy rằng là chúng ta đọc cái dữ liệu thẻ cho bệnh nhân và chúng ta thấy rằng là bệnh nhân còn cái chỉ số ngưng giảm thở là chỉ số AHI tồn dư mà cao ở đây có nghĩa là trên 10, thường là 10 đến 15. Thế thì cái việc đầu tiên mà chúng ta phải làm đó là chúng ta phải loại trừ được xem là có giò khí hay không, giống như cái bài trình bày lần trước tôi đã trình bày. Ensuite, il faut regarder si les apnées hypopnées résiduelles surviennent en début de nuit ou au cours de la nuit. Les questions vont être différentes. Và khi mà chúng ta thấy bệnh nhân có cái chỉ số AHI tồn dư cao thì chúng ta sẽ phải tìm xem là cái chỉ số AHI tồn dư này nó cao ở cái thời điểm nào, nó cao ở cái thời điểm tức là bắt đầu vào đêm ngủ của bệnh nhân hay là nó cao trong suốt cả cái đêm ngủ của bệnh nhân. On va voir qu'en début de nuit, c'est souvent un problème de réglage de la rampe, alors que les apnées qui persistent en cours de nuit, c'est souvent un problème de réglage de la pression. Nếu như mà cái chỉ số AHI này cao ở cái giai đoạn tức là khởi đầu của giấc ngủ, tức là khi bắt đầu bước vào giấc ngủ, thế thì nếu mà trong trường hợp này thì thường là do các cái thông số cài đặt về RAM của chúng ta. Thế còn nếu mà cái chỉ số AHI này nó cao trong suốt toàn bộ đêm ngủ thì chúng ta sẽ phải xem là cái nguyên nhân hay gặp nhất đó là cái mức áp lực chúng ta cài đặt là chưa phù hợp. Donc en début de nuit, c'est souvent un problème de réglage de la rampe. Alors la rampe, c'est quoi? C'est le temps qu'on peut régler, le temps que met l'appareil à monter la pression du minimum 4 jusqu'au maximum qu'on a réglé, c'est-à-dire par exemple 10. Ici, on a réglé par exemple la rampe à 30 minutes. L'appareil va mettre 30 minutes à partir du début du traitement pour monter sa pression de 4 à 10. Thế thì khi mà AHI mà cao ở cái thời điểm mà đầu của đêm ngủ thì bao giờ chúng ta cũng phải xem lại cái thông số mà chúng ta cài đặt là cái RAMS time đấy ạ. Cái RAMS time thì lần trước thì tôi cũng đã nói rồi, nhưng đây nhắc lại đấy là cái RAMS time đó là cái thời gian để mà chúng ta đặt các cái thông số để nó đi từ cái mức áp lực thấp lên cái mức áp lực mà chúng ta cài đặt. Ví dụ như là ở cái bệnh nhân này thì chúng ta đặt cái mức áp lực cài đặt là CPAP là 10 cm nước, thì khi chúng ta đặt RAMS time thì cái mức áp lực trong vòng 30 phút thì nó sẽ
nó sẽ tăng dần từ cái con số là 4 cm nước, và nó tăng dần sau 30 phút lên được đến cái chỉ số mà chúng ta cài đặt là 10. Chez les différents fabricants, Philips ou ResMed par exemple, on peut régler deux types de rampes. Soit on impose la rampe, c'est-à-dire que la pression ne montera pas pendant le temps réglé de la rampe, temps imposé, même si le patient s'endort. Donc chez Philips, ça s'appelle la Smart Ramp Active et chez ResMed, ça s'appelle la rampe On. Donc dans ce cas-là, la pression ne monte pas jusqu'à, par exemple, 30 minutes, même si le patient s'endort. Thế thì ở đây thì chúng ta sẽ để ý đó là ở tùy vào các cái hãng sản xuất Philips hay ResMed thì chúng ta cũng sẽ có hai cái chế độ cài đặt RAM. Thế thì ở cái máy Philips ấy, thì có chế độ là Smart RAM hay là ở cái ResMed là RAM On. Tức là đây là cái thời gian mà ức chế của cái thuật toán. Có nghĩa là nếu như mà khi mà chúng ta cài đặt ở cái mode này thì sau nó sẽ ghi nhận và nó sẽ không tăng cái áp lực lên nếu như mà nó phát hiện ra là bệnh nhân chưa ngủ. Tức là sau 30 phút thì nếu bệnh nhân chưa ngủ thì nó vẫn sẽ không tăng áp lực. Et l'autre réglage possible de la rampe, c'est de mettre une rampe qui va s'arrêter lorsque le patient s'endort, c'est-à-dire quand le patient s'endort avant les 30 minutes, par exemple, eh bien, la pression va commencer à monter. C'est ce qu'on appelle la Smart, c'est la rampe active chez Philips et la rampe auto chez ResMed. Donc, dans ce cas-là, dès que le patient s'endort, s'il commence à diminuer sa respiration, la pression va monter sans attendre la fin de la rampe. Thế còn cái chế độ mà cài đặt thứ hai ở máy Philips là cái chế độ RAM hoạt hóa hay là ở ResMed là cái chế độ RAM ô tô. Thế thì trong khi mà chúng ta cài đặt ở cái chế độ này thì chúng ta sẽ lưu ý đó là nếu như mà bệnh nhân sẽ ngủ trước cái thời gian hạn là 30 phút, tức là chưa đến 30 phút mà bệnh nhân đã ngủ rồi. Thế thì khi đó thì cái áp lực nó sẽ tăng lên, mặc dù nó sẽ tăng lên bằng cái mức áp lực mà chúng ta cài đặt mặc dù là chưa hết 30 phút, và máy nó sẽ phát hiện ra bằng thông qua các cái nhịp thở của bệnh nhân. Tức là nhịp thở của bệnh nhân sẽ giảm dần và nó sẽ đều dần. Thế thì khi đó thì máy nó sẽ phát hiện ra là bệnh nhân này là ngủ rồi, và máy nó sẽ tăng lên áp lực rất là nhanh lên cái áp lực mà cài đặt. Je vais vous montrer des exemples pour bien faire comprendre ce problème de la rampe. L'exemple ici, c'est un patient chez qui on a réglé une rampe qui n'est pas active, c'est-à-dire qui va persister pendant 30 minutes. Et on voit qu'en début de nuit, pendant les 30 premières minutes, le patient s'est endormi et il fait des apnées, parce que la pression ne monte pas pendant ces 30 minutes. Le patient s'endort, mais la pression ne monte pas, donc il fait des apnées obstructives. Ở đây thì tôi sẽ cho các bạn xem một cái ví dụ, đó là về cái mà khi mà chúng ta cài đặt cái thời gian RAM quá dài ấy, thì chúng ta sẽ thấy là ở cái trường hợp này thì chúng ta cài đặt cái chế độ RAM đó là cứ phải sau đúng 30 phút thì cái áp lực nó mới lên được bằng cái áp lực mà chúng ta cài đặt. Như vậy là nếu như mà bệnh nhân ngủ trước cái thời gian hạn đó thì chúng ta sẽ thấy là ở trong cái sơ đồ mà ở phía bên tay trái thì chúng ta thấy rõ ràng là ở 30 phút đầu là bệnh nhân đã ngủ rồi. Nhưng mà cái áp lực của cái máy thở nó vẫn cứ tăng dần từ 4 lên 10, chứ nó không tăng luôn lên cái áp lực mà cài đặt là 10 cm nước. Do vậy Donc mà ici, trong cái tình trạng đó là cái áp lực nó chưa đủ, do vậy mà các cái chỉ số AHI tồn dư vẫn là còn, và khi mà chúng ta nhìn trên cái đồ thị thì chúng ta vẫn thấy là vẫn còn rất là nhiều các cái cơn ngừng thở mà xuất hiện. Do vậy mà đây là một cái trường hợp mà cài đặt cái thời gian RAM quá dài. Donc ici, le temps de rampe est trop long. Il vaut mieux mettre une rampe active, c'est-à-dire que dès que le patient s'endort, que la pression puisse monter pour qu'il n'y ait pas des apnées pendant 30 minutes ici en début de nuit.
Và ở đây thì chúng ta thấy rằng là do là chúng ta cài đặt cái thời gian RAM nó quá dài như vậy, thế cho nên là các cái chỉ số ngưng giảm thở của chúng ta sẽ cao ở cái giai đoạn đầu khi mà bệnh nhân bước vào các cái cơn ngừng thở, do là cái áp lực ở cái giai đoạn đó thì chưa đủ. Donc là, c'est la même chose, c'est un autre exemple qui montre là aussi, il y a des apnées, des événements qui surviennent en début de nuit parce que la pression, ici, vous voyez, la pression ne monte pas, elle commence seulement à monter au bout de la fin du temps de rampe. Ở đây cũng là một cái ví dụ khác để chúng ta thấy rằng là khi mà cài đặt cái thời gian RAM time quá dài thì chúng ta sẽ thấy là các cái sự kiện mà ngừng thở của bệnh nhân vẫn có thể xuất hiện ở cái giai đoạn đầu khi mà cái áp lực của bệnh nhân nó chưa tăng. Donc ça, c'est la même chose, je pense. Alors maintenant, on va voir les problèmes d'apnée et hypopnée résiduelle, l'index d'apnée-hypopnée résiduelle élevé au cours de la nuit. Pendant la nuit, quelles questions il faut se poser? Thế thì tiếp theo thì chúng ta sẽ xem đến một cái trường hợp, đó là khi mà cái chỉ số ngưng giảm thở, tức là chỉ số AHI nó Donc, ici, c'est un exemple où on voit que la pression n'est pas assez haute. Vous voyez ici les réglages de pression entre 6 et 12 et vous voyez que la pression, elle monte jusqu'au maximum et elle va rester au maximum toute la nuit. Il n'y a pas de fuite, hein. Et puis, il y a ici en jaune, ce sont les ronflements. Donc, il persiste des ronflements importants. Parce que la pression est à son maximum, elle ne peut pas monter au-dessus de 12 et cela n'est pas suffisant ici. ở trong cái trường hợp này thì chúng ta thấy là bệnh nhân đang được cài đặt ở cái mức đó là áp lực tự động là 6 đến 12 cm nước. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào cái đồ thị áp lực đầu tiên thì chúng ta thấy rằng là cái áp lực nó tăng cao đến mức tối đa là 12 cm nước và nó không thể tăng được nữa do là chúng ta đã cài đặt cái mức là CPAP max là ở 12 rồi. Và trong suốt cả cái đêm ngủ đó thì chúng ta sẽ thấy là lúc nào cái mức áp lực nó cũng ở cái mức cao là 12. Thế thì còn ở cái đồ thị ở thứ ba thì chúng ta thấy là cái đồ thị mà màu xanh blue, đấy là chúng ta thấy là các cái giò khí của bệnh nhân, thì chúng ta thấy rằng là ở đây là bệnh nhân không có giò khí. Thế thì ở Donc, dans ce cas-là, il faut augmenter la pression maximum. Par exemple, on va l'augmenter à 14. Puis ensuite, on peut encore augmenter si besoin. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là vì cái áp lực của bệnh nhân mà cài ở cái mức 12 là thấp, cho vậy mà vẫn còn có những cái sự kiện ngáy. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái giá trị mà CPAP max, tức là cái giá trị trên, nó vẫn còn thấp. Do vậy mà trong trường hợp này thì chúng ta có thể tăng cái giá trị CPAP max lên. Donc, en cours de nuit, si on a des apnées résiduelles, c'est souvent un problème de réglage de la pression, une pression maximum qui n'est pas assez haute. Như vậy là trong những cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng là nếu mà cái chỉ số AHI là chỉ số ngưng giảm thở tồn dư mà nó tăng cao trong suốt cả cái đêm ngủ, thế thì cái nguyên nhân thường gặp nhất đó là cái mức áp lực nó chưa phù hợp, mà cụ thể ở đây là thường là cái mức áp lực ở phía trên là chưa đủ. Donc là, je passe parce que c'est autre chose. Donc ensuite, l'autre question qu'il faut se poser s'il y a des apnées hypopnées résiduelles, c'est celui du confort expiratoire. Vous vous souvenez, on avait parlé de ça la dernière fois. On peut régler le confort expiratoire, c'est-à-dire la diminution de pression à l'expiration. Donc c'est ça qu'on appelle le confort expiratoire, c'est la diminution de la pression à l'expiration. Một trong những nguyên nhân tiếp theo nữa của cái sự kiện mà AHI còn tồn dư trong đêm, đó là khi mà chúng ta cài đặt cái máy thở mà có cái chế độ, đó là khi mà cái chế độ mà thở ra để cho bệnh nhân thoải mái hơn ấy, mà tôi đã nhắc đến ở trong những cái buổi học trước, thì chúng ta sẽ thấy là nếu mà chúng ta cài đặt cái chế độ này thì ở cái thì thở ra thì cái mức áp lực nó sẽ tự động nó giảm xuống một chút để cho bệnh nhân thở ra thoải mái và dễ chịu hơn. Mais attention, parce que si on règle le confort expiratoire, la pression diminue à l'expiration et la pression, elle peut être insuffisante, trop basse à l'expiration
et ça peut entraîner des apnées et hypopnées résiduelles. Nhưng mà chúng ta cũng phải hết sức thận trọng, đó là nếu như mà chúng ta cài đặt ở cái mức áp lực này thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái mức áp lực nó sẽ giảm xuống ở trong cái thì thở ra của bệnh nhân. Thế thì khi đó thì cái mức áp lực ở khi mà nó bị giảm xuống như vậy thì nó sẽ không đủ để có thể xóa hết được các cái cơn ngừng thở, giảm thở, và do vậy mà cái nguy cơ là nó sẽ làm tăng cái chỉ số AHI tồn dư. On va voir cela sur un exemple. Ici, on a l'exemple d'un patient. Pendant cette période-là, il y a très peu d'apnées hypopnées résiduelles. Et là, apparaissent des apnées résiduelles alors qu'il y a peu de fuites. Donc là, il s'est passé quelque chose. Chúng ta sẽ đi vào cái ví dụ ở đây thì chúng ta sẽ thấy là cái đường đồ thị thứ hai ấy, thì ở cái giai đoạn nửa đầu thì chúng ta thấy rằng là ở những cái tháng đó thì bệnh nhân có cái chỉ số AHI tồn dư là rất là thấp, nhưng mà đến cái giai đoạn nửa sau thì có các cái đường màu đỏ nó rất là cao lên, đấy là những cái chỉ số mà AHI tồn dư nó bắt đầu cao lên rất là nhiều. Và khi mà chúng ta xem xuống cái đồ thị về cái giò khí, tức là cái đồ thị màu xanh lá cây ở phía cuối, thì chúng ta sẽ thấy là cái giò khí của bệnh nhân này cũng ít thôi, không có cái giò khí nào quá nhiều. Vậy thì có cái vấn đề gì xảy ra ở giữa cái giai đoạn này mà khiến cho cái chỉ số AHI của bệnh nhân lại cao lên như vậy? Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Ça, c'est la première période où il y a peu d'apnée. Vous voyez, index d'apnée hypopnée 5 par heure, c'est très peu, ça va. Donc, pas de problème. La pression est 95e centile, elle est à 10, donc pas de problème. Et ça, c'est la deuxième période. On voit qu'il y a un index d'apnée hypopnée qui a augmenté à 22 ici, la pression est montée et la différence entre les deux, c'est que ici on a activé le confort expiratoire. Vous voyez ici, le confort expiratoire était à zéro et ici, le confort expiratoire, il a été réglé à 2. Donc là, l'apparition des apnées hypopnées est due à l'activation du confort expiratoire, trop de diminution de la pression à l'expiration. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái nguyên nhân đó là do sự thay đổi về mặt cài đặt. Thế thì ở cái giai đoạn đầu thì chúng ta thấy rằng là với cả cái mức cài đặt như vậy thì cái chỉ số AHI của tồn dư của họ là chỉ có 5,1 và cái áp lực mà của 95% đấy là 10,8. Nhưng mà ở cái giai đoạn sau thì chúng ta thấy rằng là cái chỉ số ngưng giảm thở tồn dư của bệnh nhân tăng lên rất là cao, lên đến 22,2 và cái áp lực P95 của bệnh nhân cũng tăng lên là 12,8. Thế thì ở đây cái điểm khác biệt đó là ở cái giai đoạn sau thì cái máy thở của chúng ta lại được cài đặt ở cái chế độ mà thở ra thoải mái lại là cái EPR đấy là 2,0 cm nước. Như vậy là khi mà chúng ta cài đặt ở cái chế độ này thì ở cái thì thở ra của bệnh nhân thì cái áp lực của máy thở nó sẽ giảm xuống 2 cm nước, và như vậy thì nó không đủ để có thể xóa hết được các cái cơn ngừng thở giảm thở, và sự xuất hiện trở lại của các cái cơn ngừng thở giảm thở nó làm cho cái chỉ số AHI tồn dư nó cao lên. Alors ensuite, si on a des événements respiratoires résiduels en cours de nuit, il faut se demander si ce sont des événements qui peuvent être induits par, causés par un événement, un problème de santé nouveau chez les patients. Et souvent, on va le voir, ce sont des problèmes cardiaques. Và một cái điểm tiếp theo nữa đó là nếu như mà cái chỉ số AHI trong đêm của bệnh nhân cao, thế thì chúng ta sẽ phải xem xét xem là các cái biến cố tồn dư này nó là các cái biến cố mà thực sự là nó còn tồn tại lại sau khi thở máy, hay là các cái biến cố mà được tạo ra mới ở trên cái bệnh nhân mà sau khi thở máy. Thế thì thông thường những cái biến cố mà nó được tạo ra mới khi mà bệnh nhân thở máy thì chúng ta phải xem xét các cái vấn đề liên quan đến tim mạch. Ici, on a un patient qui est bien, assez bien observant et on va regarder ce qui se passe pendant cette nuit-là. Et on voit que c'est un patient qui est réglé avec une pression constante à 8 et on voit qu'il y a beaucoup d'apnée, apparemment apnée obstructive et plus encore d'apnée centrale. Donc, là, il y a des événements résiduels importants
avec un index d'apnée hypopnée résiduelle à 28. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là ở những cái giai đoạn đầu thì bệnh nhân có vẻ như là dung nạp với cả máy thở rất là tốt, nhưng mà đến cái thời điểm là cái ngày cuối cùng đấy, là ngày cái ngày 13 tháng 3 đấy, thì là sẽ thấy rằng là có một cái điểm bất thường. Thế thì người ta sẽ xem chi tiết là ở cái ngày đó thì cái điểm bất thường là gì. Thế thì ở đây thì bệnh nhân này được cài đặt với cả cái mức là CPAP cố định là 8 cm nước, nhưng mà ở cái ngày mà 13 tháng 3 đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là bệnh nhân có những cái chỉ số ngưng giảm thở tồn dư nó rất là cao. Cụ thể là ngoài những cái cơn ngừng thở tắc nghẽn thì người ta còn thấy có các cái cơn ngừng thở trung ương nó chiếm đến 10,3, tức là rất là cao, và nó làm cho cái chỉ số ngưng giảm thở tồn dư của bệnh nhân lên đến mức là 28,8. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de fuite. Donc, ce n'est pas un problème de fuite, hein. Toujours regarder les fuites. Donc, on va aller regarder le détail des courbes de débit respiratoire pour essayer de comprendre pourquoi il y a des apnées et si ce sont des apnées centrales ou obstructives. Cái tiếp theo đó là chúng ta sẽ phải nhìn vào cái đồ thị là về cái giò khí. Luôn luôn là chúng ta sẽ phải nhìn cái giò khí trước. Thế thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là giò khí của bệnh nhân là có, nhưng mà không đến nỗi nhiều lắm. Thế thì khi mà chúng ta thấy rằng chúng ta đã loại trừ được cái nguyên nhân mà AHI cao là do cái giò khí, thì chúng ta sẽ phải xem chi tiết về cái đường cong lưu lượng của các cái nhịp thở của bệnh nhân ở trong đêm đó, để chúng ta xem rằng là chúng ta xem một cách chi tiết xem là nguyên nhân nó là do đâu. Donc on voit ici sur cette nuit cette petite icône bleue qui nous indique qu'on peut aller regarder les courbes de débit détaillées. Thế thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy là rằng có một cái ở bên cạnh cái ngày đấy, thì chúng ta cái ngày cái giờ của bệnh nhân thì có một cái nút màu màu xanh blue mà nó nhỏ nhỏ như vậy. Thế thì để chúng ta sẽ xem được là các cái chi tiết của các cái nhịp thở của bệnh nhân ở trong đêm ngủ đó có cái vấn đề gì bất thường. Et lorsqu'on clique sur cette petite icône bleue, on a accès au débit détaillé et on voit ici sur les débits une magnifique respiration périodique, respiration de Chenstokes. Và khi mà chúng ta click vào bấm vào cái nút mà màu xanh nhỏ ở bên cạnh đó, thì chúng ta sẽ có một cái bảng rất là chi tiết các cái đường thở của bệnh nhân, các cái đường cong lưu lượng thở của bệnh nhân ở trong đêm. Thế thì ở đây thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là ở cái bệnh nhân này thì chúng ta thấy rất là nhiều các cái nhịp thở có chu kỳ hay là nhịp thở Chenstokes. Donc, vous voyez ce patient, en fait, est apparu une respiration de Chenstokes périodique. En fait, c'est certainement, voilà, encore, pardon, c'était dû ici à un problème cardiovasculaire. Ce patient avait fait un problème coronarien entre ce qui a déclenché l'apparition d'une respiration périodique et des apnées centrales. Thế khi mà chúng ta nhận thấy rằng là ở cái bản ghi của bệnh nhân có rất là nhiều các cái nhịp thở có chu kỳ hay là nhịp thở Chenstokes như thế này, thì chúng ta sẽ phải dự đoán rằng là liệu bệnh nhân này có cái vấn đề gì về tim mạch xảy ra ở trong cái giai đoạn gần đây hay không. Nhất là những cái vấn đề và liên quan đến mạch vành chẳng hạn, thì đấy là những cái nguyên nhân mà có thể gây nên những cái nhịp thở Chenstokes như thế này, thì chúng ta sẽ có thể theo dõi được bệnh nhân. Un autre exemple ici on voit un patient qui avait peu d'apnée et hypopnée, et ici on voit apparaître d'un seul coup, brutalement en quelques jours, beaucoup d'apnée résiduelle. Donc on va se demander qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Đây là một cái ví dụ ở một cái bệnh nhân khác, thì chúng ta thấy rằng là ở cái giai đoạn đầu thì cái chỉ số ngưng giảm thở AHI của bệnh nhân là tương đối thấp, nhưng mà đến cái đoạn khoảng giữa thì chúng ta thấy rằng là cái chỉ số AHI tồn dư của bệnh nhân tăng cao lên rất là nhiều. Vậy thì ở cái thời điểm đó thì có cái vấn đề gì xảy ra, thì chúng ta cũng có thể là hỏi bệnh nhân. En fait, ce qui s'est passé pour ce patient, c'est qu'il a été hospitalisé pour une arythmie cardiaque, un flutter auriculaire, et c'est l'arythmie qui a entraîné l'apparition d'apnée certainement centrale. Et ensuite, on voit lorsqu'il revient en rythme sinusal, lorsque l'arythmie disparaît, les apnées régressent à nouveau.
Thế thì ở đây thì cái sự kiện đó xảy ra đó là cái bệnh nhân này thì những cái ngày đó thì bệnh nhân xuất hiện là các cái rung nhĩ và bệnh nhân đã phải nhập viện để điều trị cái rung nhĩ này. Thế thì nó làm cho đấy là một trong những cái biến cố tim mạch mà nó có thể làm cho cái chỉ số AHI tồn dư nó tăng cao, nhất là nó sẽ làm xuất hiện các cái cơn ngừng thở trung ương. Thế thì sau khi bệnh nhân được điều trị cái rung nhĩ đó và bệnh nhân quay trở về được cái nhịp xoang thì cái chỉ số AHI của bệnh nhân thì nó lại giảm lại dần dần giảm xuống. Donc, retenez que chez un patient traité par CPAP, si on voit apparaître des apnées centrales avec respiration périodique, c'est très certainement un événement cardiovasculaire, cardiopathie ischémique, infarctus ou trouble du rythme cardiaque. Và khi mà các cái bệnh nhân mà chúng ta cho những mà cho bệnh nhân thở máy bằng CPAP thì chúng ta cũng sẽ phải hết sức lưu ý các cái vấn đề về tim mạch của bệnh nhân, ví dụ như là suy tim, ví dụ như các bệnh lý mạch vành và ví dụ như là các cái rối loạn về nhịp tim. Ensuite, on va voir d'autres causes d'apnée, hypopnée résiduelle. Ici, on a un patient qui est bien observant, chez qui on a des fuites importantes. Et à partir de là, on va changer le masque, on va mettre un masque facial. On voit que les fuites diminuent fortement. Mais on voit apparaître beaucoup d'apnées résiduelles avec le masque facial. Một cái ví dụ khác để chúng ta thấy rằng là trong cái trường hợp mà có chỉ số AHI tồn dư cao, đó là ở một cái bệnh nhân này thì chúng ta thấy rằng là bệnh nhân tuân thủ điều trị khá là tốt. Và khi mà chúng ta xem xuống dưới cái đồ thị màu xanh lá cây, đó là cái chỉ số về cái giò khí, thì chúng ta thấy rằng là mặc dù là bệnh nhân tuân thủ tốt như vậy, nhưng mà cái giò khí của bệnh nhân thì lại rất nhiều. Thế chính vì cái giò khí nhiều như thế này cho nên là đến một cái giai đoạn thì là người ta quyết định là chuyển cho bệnh nhân chuyển từ mặt nạ mũi sang là cái mặt nạ mặt, tức là cả mũi cả miệng. Thế thì khi đấy Bon. thì chúng ta Donc attention, lorsqu'on change de masque, lorsqu'on met un masque facial à la place d'un masque nasal, ça appuie sur la mâchoire inférieure et ça peut provoquer l'apparition d'apnée et d'hypopnée obstructive. Và khi mà chuyển sang cái mặt nạ mũi miệng, tức là mặt nạ mặt như thế này, thì chúng ta thấy rằng là ở cái bệnh nhân này thì là cái giò khí của bệnh nhân đã được giảm xuống đáng kể, nhưng mà tuy nhiên là cái chỉ số ngưng giảm thở AHI của bệnh nhân thì lại tăng. Nguyên nhân là do khi mà chúng ta dùng cái mặt nạ mặt đấy, thì là khi mà dùng cái mặt nạ mũi miệng như vậy thì cái hàm dưới của chúng ta nó sẽ bị ép xuống và đi ra phía đằng sau và nó làm xuất hiện các cái cơn ngừng thở tắc nghẽn nhiều hơn. Ici, un autre exemple, inversement, c'est un patient qui avait beaucoup d'apnée d'hypopnée résiduelle. En fait, on a constaté que cela était dû à la position, que ces apnées et hypopnées survenaient en position de décubitus dorsal. Et à partir de là, on a mis un traitement positionnel, c'est-à-dire un dispositif avec des boules comme ça dans le dos, pour l'empêcher de dormir sur le dos. Et à partir de là, il dort sur le côté et vous voyez qu'il n'y a presque plus d'apnée ni d'hypopnée. Đây là một trường hợp khác khi mà các cái chỉ số ngưng giảm thở của bệnh nhân vẫn còn tồn tại cao ở trong đêm. Thế thì ở trong cái trường hợp này thì người ta sẽ thấy rằng là vì cái chỉ số ngưng giảm thở nó vẫn còn tồn dư cao như thế này thì người ta đã quyết định là thêm một cái điều trị nữa cho bệnh nhân khi mà nhận thấy rằng là những cái cơn ngưng thở của bệnh nhân thì lại là những cơn ngưng thở mà liên quan đến tư thế, có nghĩa là nó xuất hiện nhiều khi mà bệnh nhân nằm ngửa. Vậy thì cái trường hợp này thì người ta đã thêm một cái biện pháp, đó là biện pháp điều trị tư thế, tức là người ta sẽ cho một cái dụng cụ nó giống như là cái quả bóng ạ, để cho bệnh nhân đeo vào để hạn chế cái việc mà bệnh nhân nằm ngửa. Và khi đó thì nếu như mà bệnh nhân nằm nghiêng thì chúng ta sẽ thấy rằng là các cái chỉ số ngưng giảm thở của bệnh nhân gần như là bằng không. Donc ici, on avait un problème de syndrome d'apnée positionnelle, c'est-à-dire plus de 50% des apnées hypopnées qui surviennent en position de décubitus dorsal sur le dos. Dans ce cas-là, donc il faut utiliser un dispositif pour empêcher les patients de dormir sur le dos.
Ở đây thì về mặt định nghĩa thì người ta sẽ gọi là một cái trường hợp mà có các cái cơn ngừng thở, giảm thở nó phụ thuộc vào tư thế. Có nghĩa là khoảng trên 50% các cái cơn ngừng thở, giảm thở này là xuất hiện ở cái tư thế nằm ngửa. Và khi đó thì bắt buộc là người ta sẽ phải thêm một cái biện pháp điều trị tư thế để có thể làm giảm được các cái số các cái cơn ngừng thở, giảm thở của bệnh nhân. Alors, ici, ce sont des exemples de différents dispositifs positionnels pour traitement positionnel pour empêcher le patient de dormir sur le dos avec soit des boules, soit des renflements, des boudins comme ça dans le dos. Le principe, c'est d'empêcher le patient de dormir sur le dos et de l'obliger à dormir sur le côté. Ở đây thì chúng ta thấy rất là nhiều các cái hình ảnh mà các cái dụng cụ mà có thể là tự chế để có thể là ngăn cản cái việc mà bệnh nhân nằm ngửa, để bắt buộc cho bệnh nhân phải nằm nghiêng, thì có thể là may một cái quả bóng hoặc là có thể có những cái dụng cụ mà nó dài giống như hình cái ô đấy, hoặc là có các cái dụng cụ chuyên dụng hơn, thì để với mục đích là tóm lại là với mục đích cuối cùng là để ngăn không cho bệnh nhân nằm ngửa và bắt buộc bệnh nhân phải nằm nghiêng. Alors, il y a d'autres causes. Faut penser à tout. Il y a d'autres causes d'apnée et d'hypopnée résiduelle. Ici, on a un patient qui a très peu d'apnée et on voit que là, d'un coup, il a une période où il va avoir beaucoup d'apnée, d'hypopnée et ensuite, à nouveau, ça diminue. Alors, lui, il n'a pas de problème cardiaque, il n'a pas fait d'infarctus, il n'est pas passé en arythmie. En fait, ce patient, à ce moment-là, il est parti en vacances. Et pendant cette période, il était en vacances. Et le soir, tous les soirs, il buvait un grand verre d'alcool, comme ça, de mojito. Donc, et l'alcool peut entraîner l'apparition d'apnée, d'hypopnée et rendre le traitement moins efficace. Donc, il faut penser aussi à ça. Vậy. Ở đây là một cái trường hợp rất là thú vị, đó là chúng ta sẽ phải tìm các cái nguyên nhân khác mà dẫn đến cái chỉ số AHI cao. Đó là ở cái trường hợp này thì chúng ta thấy là ở cái giai đoạn đầu của bệnh nhân thì cái chỉ số ngưng giảm thở AHI của bệnh nhân là thấp, là chấp nhận được. Nhưng mà đến một cái giai đoạn mà từ ngày 26 tháng 2 đấy thì là trong vòng khoảng một mấy mấy tuần đấy, thì chúng ta thấy rằng là cái chỉ số AHI của bệnh nhân thì lại tăng cao lên. Thế thì trong trường hợp này thì người ta thấy rằng là không tìm thấy các cái nguyên nhân gì về tim mạch của bệnh nhân hay là về tuân thủ điều trị của bệnh nhân ở trong cái trường hợp này, mà ở đây thì chúng ta thấy rằng là ở cái giai đoạn này thì bệnh nhân đã bước vào một cái kỳ nghỉ, và trong cái kỳ nghỉ này thì ngày nào tối nào ông ấy cũng uống một cái thức uống là cái thức uống Mojito. Đây là một cái thức uống mà nó có chứa rượu ấy, có chứa alcohol rượu, thế cho nên là bệnh nhân sẽ là chúng ta thấy rằng là rượu thì nó sẽ làm cho các cái cơn ngừng thở, giảm thở của bệnh nhân nó tăng lên. Donc, un dernier exemple de variation des paramètres pendant la nuit. Ici, on a la pression de la machine sur une très longue période. Et on voit ici qu'il y a une diminution de la pression délivrée par la machine qui, en fait, est parallèle à une diminution du poids. Le patient ici a perdu 15 kilos et donc il a besoin d'une pression moins forte. Ensuite, il reprend quelques kilos et on voit que le niveau de pression efficace remonte à nouveau. Donc, vous voyez, en fonction, par exemple, de l'amaigrissement ou de la prise de poids, la pression efficace va varier. Một ví dụ nữa ở đây là một cái bệnh nhân được theo dõi về cái việc thở máy trong thời gian rất là dài, khoảng trên 2 năm, thì chúng ta thấy rằng là cái áp lực khi mà chúng ta theo dõi cái áp lực mà hiệu quả để có thể mà giải quyết được các cái cơn ngừng thở, giảm thở của bệnh nhân thì nó thay đổi. Cụ thể là ở cái mũi tên đầu đỏ đầu tiên ấy, chúng ta thấy rằng là cái áp lực hiệu quả để điều trị cho bệnh nhân này thì nó giảm xuống một cách rất là đáng kể. Và sau đó thì một thời gian thì nó lại cái áp lực nó lại tăng lên. Thế thì ở đây là cái trường hợp mà bệnh nhân đầu tiên là bệnh nhân đã giảm được 15 cân, và khi đó thì cái áp lực mà cần thiết để cho bệnh nhân thở máy thì nó giảm xuống, và sau đó thì bệnh nhân lại tăng lên một vài cân. Do vậy mà cái áp lực mà cần thiết để cho bệnh nhân có thể xóa được các cái cơn ngừng thở, giảm thở thì nó lại tăng lên. Do vậy mà khi mà chúng ta theo dõi như thế này thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái áp lực hiệu quả để điều trị cho bệnh nhân thì nó sẽ thay đổi. Donc on a vu
La dernière fois et aujourd'hui, on a vu que les machines enregistraient beaucoup de données, que ces données, l'observance, la pression, les fuites, les apnées hypopnées résiduelles, toutes ces données sont très intéressantes pour le suivi des patients, sont très importantes. Et on va voir maintenant que toutes ces données maintenant peuvent être consultées à distance, c'est ce qu'on appelle le télésuivi. Thế thì ở đây thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là những cái sự kiện và những cái dữ liệu mà khi mà chúng ta theo dõi được từ bệnh nhân bao gồm rất là nhiều, chúng ta sẽ có thể xem được là cái mức độ tuân thủ của bệnh nhân là như thế nào, chúng ta sẽ xem được cái mức dò khí của bệnh nhân là ra sao, rồi là những cái mức áp lực cài đặt cần thiết hiệu quả cho bệnh nhân và các cái chỉ số AHI tồn dư. Thế thì ở cái phần tiếp theo thì tôi sẽ trình bày với các bạn là làm thế nào để chúng ta có thể theo dõi từ xa được những cái thông số này để chúng ta có thể có cái sự theo dõi hiệu quả cho bệnh nhân. Donc le télésuivi, c'est le suivi à distance, bien sûr, des patients. Et ça, c'est obligatoire. On va le voir maintenant en France, c'est obligatoire. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant au Vietnam pour suivre les patients à distance, éviter de se déplacer et de suivre les patients. Ça permet de suivre les patients tous les jours à distance. Thế thì cái việc mà chúng ta theo dõi cho bệnh nhân từ xa này thì bây giờ thì nó là một cái điều bắt buộc tại Pháp. Thế còn tôi cũng hy vọng là cái việc mà theo dõi được bệnh nhân từ xa như thế này là một cái điều rất là thú vị và tôi hy vọng rằng là sắp tới thì chúng ta có thể triển khai và áp dụng tại ở Việt Nam. Bởi vì khi mà chúng ta theo dõi cho bệnh nhân từ xa như thế này thì chúng ta có thể theo dõi được bệnh nhân của chúng ta hàng ngày. Alors, il faut distinguer trois choses différentes. Il y a la téléobservance, c'est simplement le nombre d'heures d'utilisation de la machine qui est suivie à distance. Il y a le télésuivi, là c'est l'observance plus les autres paramètres, c'est-à-dire les fuites, les pressions, les apnées résiduelles. Et enfin, il y a la télémédecine, là c'est la modification à distance des réglages de la machine. On peut maintenant modifier les réglages de la machine à distance. Donc ça, c'est de la télémédecine. Ở đây thì chúng ta sẽ phân biệt cái ba cái mức độ mà chúng ta theo dõi bệnh nhân từ xa. Thế thì cái vòng tròn đầu tiên có nghĩa là chúng ta sẽ chỉ theo dõi cái độ tuân thủ của bệnh nhân thôi, từ xa. Có nghĩa là chúng ta sẽ xem là bệnh nhân này sử dụng là cái máy thở đó bao nhiêu tiếng một ngày. Thế ở cái vòng tròn thứ hai rộng hơn có nghĩa là chúng ta sẽ theo dõi bệnh nhân từ xa đó, thông qua là cái việc là tuân thủ điều trị máy thở của bệnh nhân thì chúng ta còn thêm các cái thông số ví dụ như là dò khí, ví dụ như là chỉ số ngưng giảm thở tồn dư và cái vòng cuối cùng là rộng nhất đó là chúng ta thực sự là có thể là điều chỉnh được máy thở cho bệnh nhân từ xa, chúng ta có thể là thay đổi các cái cài đặt của máy thở mà không cần bệnh nhân phải di chuyển đến nơi. Donc, en France, le télésuivi est obligatoire depuis 2017. Il est obligatoire, mais il faut demander l'accord du patient. Il faut que le patient donne son accord pour que les données de la machine soient transmises à distance. Thế thì ở Pháp thì cái việc mà theo dõi bệnh nhân từ xa ấy, nó là bắt buộc kể từ năm 2017. Tuy nhiên là ở Pháp thì người ta cũng làm rất chặt chẽ, đó là với những cái bệnh nhân mà theo dõi từ xa như thế này thì sẽ phải ký một cái bản chấp thuận là đồng ý cho phép là sử dụng những cái dữ liệu máy thở của họ có thể truyền sang các cái kết nối để có thể mà đọc được ở từ xa. Do vậy mà phải có cái bản đồng thuận, tức là bản cam kết của bệnh nhân. Et selon qu'il y a ou qu'il n'y a pas de télésuivi, le tarif de le paiement, le tarif de remboursement du traitement par l'assurance maladie va être différent. Bon, les prix ont changé maintenant un petit peu, mais par exemple ici, en 2018, un patient télésuivi, le forfait était de 18 euros par semaine et un patient non télésuivi, le forfait était moins, il était à seulement 15 euros, par exemple. C'est le Ở forfait đây par thì semaine.
Ở đây thì là khi mà bệnh nhân tham gia vào những cái mà để theo dõi từ xa như vậy thì sẽ có những cái gói dịch vụ để giúp bệnh nhân có thể theo dõi được từ xa, và những cái gói này thì nó cũng có thể là nằm ở trong bảo hiểm. Ví dụ như là có những cái gói mà 18,3 ơ, đấy là bệnh nhân được theo dõi cứ 1 tuần 1 lần chẳng hạn. Thế thì sẽ có rất là nhiều các cái gói dịch vụ khác nhau cho bệnh nhân, và thông thường là những cái gói này thì nó cũng sẽ nằm trong cái chương trình bảo hiểm. Alors, le principe du télésuivi, maintenant, toutes les machines de PPC sont équipées d'un système qui permet de transmettre les données à distance, soit par GPS, soit par le Wi-Fi, par la box que les patients ont chez eux. Donc, toutes les machines de dernière génération sont équipées d'un système qui permet la télétransmission des données. Tất cả các cái dữ liệu từ máy thở của bệnh nhân thì sẽ được chuyển dữ liệu qua cái bộ dữ liệu là GPS hoặc là qua Wi-Fi. Thế thì tất cả những cái máy thở mà thuộc những cái thế hệ máy thở gần đây thì đều có cái bộ phận để chuyển dữ liệu này. Donc, les données de la machine vont être transmises le matin lorsque le patient a arrêté son traitement, mais il faut que la machine soit toujours branchée sur l'électricité. Et le matin, les données, en quelques dizaines de secondes, les données vont être télétransmises sur un serveur sécurisé, bien sûr. Thế thì các cái dữ liệu này thì sẽ được thường là được chuyển một cách tự động vào buổi sáng khi mà bệnh nhân đã ngưng sử dụng rồi, nhưng mà phải có một cái điều kiện, đó là cái máy thở của bệnh nhân vẫn phải được cắm điện, vẫn phải được kết nối với cả nguồn điện. Thì khi đấy thì các cái dữ liệu nó sẽ được chuyển tự động qua các cái trung tâm về lưu trữ dữ liệu. Et à partir de là, lorsque les données ont été transmises, eh bien les fabricants, les prestataires et les médecins peuvent avoir accès aux données. Alors, bien sûr, les fabricants, ça reste anonyme. Les prestataires peuvent consulter tous leurs patients et les médecins peuvent consulter uniquement les données de leurs propres patients, bien sûr. Thế thì khi mà các cái dữ liệu đã được chuyển vào cái bộ lưu trữ dữ liệu này rồi, thế thì nó sẽ được kết nối từ xa bằng internet, và những cái người người dùng xin lỗi là những cái nhà sản xuất ấy, họ có thể là sẽ tham khảo được các cái dữ liệu này, rồi là những cái prestataire, tức là những cái nhà mà cung cấp dịch vụ máy thở cho bệnh nhân thì cũng có thể tham khảo và lấy được các cái dữ liệu này để đưa ra được những cái lời khuyên cho bệnh nhân, và đặc biệt đó là bác sĩ, tức là những cái chuyên gia về giấc ngủ sẽ lấy được các cái dữ liệu này từ bệnh nhân để chúng ta xem xét các cái vấn đề còn tồn tại để có thể mà đưa ra được những cái thay đổi hay những cái lời khuyên giúp cho bệnh nhân của mình. Donc chaque fabricant a, on va le voir, sa plateforme de suivi des données télétransmises. Chez ResMed, ça s'appelle AirView. Chez Philips, ça s'appelle maintenant Care Orchestrator. Enfin, peu importe. Chaque fabricant a sa plateforme de surveillance des données télétransmises. Thế thì mỗi một cái nhà sản xuất thì họ đều có một cái nền tảng dữ liệu là khác nhau. Ví dụ như là ở ResMed thì là cái AirView, thế còn ở cái Philips thì là một cái phần mềm khác để cho chúng ta có một cái nền tảng dữ liệu khác nhau để chúng ta có thể mà truy cập được vào cái dữ liệu của bệnh nhân. Alors ici, on voit un exemple de consultation des données sur le système ResMed. On le reverra après. On voit qu'on a pour un patient les données chaque jour. Ici, on a les données d'observance, le nombre d'heures d'utilisation. On a les apnées, l'index d'apnée hypopnée résiduelle, les fuites et le niveau de pression efficace, pression, là c'est au 95e centile. Ça, c'est un exemple de données télétransmises chez ResMed. Đây là một cái ví dụ của cái bản mà dữ liệu được chuyển từ xa ở trên cái hệ thống của ResMed. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là các cái dữ liệu này được cập nhật từng ngày một.
Thế thì theo các cái ngày thì chúng ta sẽ có các cái cột, ví dụ như là cái cột là về cái độ tuân thủ của bệnh nhân, tức là bệnh nhân dùng máy được bao nhiêu tiếng, bao nhiêu phút một ngày, rồi là chỉ số AHI tồn dư của bệnh nhân là bao nhiêu, cái dò khí của bệnh nhân là bao nhiêu, và cái mức áp lực mà hiệu quả ở cái mức áp lực là P95% của bệnh nhân là bao nhiêu, P95 là bao nhiêu. Donc chez ResMed, la plateforme de télésuivi s'appelle AirView. Chez Philips, ça s'appelle encore Anywhere, mais ils font à peu près la même chose tous les deux. Thì đây là những cái nền tảng khác nhau của các cái hãng khác nhau để giúp cho chúng ta theo dõi bệnh nhân từ xa. Ở ResMed thì là cái nền tảng là AirView, còn ở hãng Philips đây là cái nền tảng Anywhere, Encore Anywhere thì nó cũng sẽ tương tự nhau thôi. On va voir l'exemple. Par exemple, sur Encore Anywhere chez Philips, lorsque moi je me connecte sur Encore Anywhere avec mes codes d'utilisateur et mot de passe, j'arrive sur un écran comme ceci où j'ai tous mes patients ici, les prestataires, ça c'est le nom du médecin, le type d'appareil et les réglages de la pression. Donc j'ai toute la liste de mes patients qui s'affiche. Ví dụ như là trên cái nền tảng của hãng Philips, đó là cái nền tảng Encore này, thì tôi sẽ được cấp một cái password, tức là một cái mật khẩu để mà vào được cái phần mềm. Thế thì sau khi mà vào được cái phần mềm thì trên cái nền tảng này thì chúng ta có thể thấy rằng là tôi có thể truy cập được cái dữ liệu của bệnh nhân, và tôi có thể xem được tất cả các cái dữ liệu của bệnh nhân theo ngày. Ví dụ như là tên của bệnh nhân, rồi là các cái hãng các cái nhà cung cấp dịch vụ máy thở cho bệnh nhân là gì, tên của bác sĩ này, rồi là cái mốt thở của bệnh nhân đang thở là mốt gì, và áp lực là bao nhiêu, áp lực thấp nhất, áp lực cao nhất là bao nhiêu, thì tôi đều có thể xem được. Et si je clique sur un patient, par exemple, je vais voir pour ce patient apparaître ici l'histogramme, la courbe d'observance, vous voyez, jour après jour. Et quand il y a une petite icône bleue comme cela, ça m'indique que je peux avoir accès aux courbes de débit. Một ví dụ là tôi có thể xem cái dữ liệu của từng bệnh nhân một. Ví dụ như là tôi click vào tên của một bệnh nhân thì nó sẽ ra một cái bảng tổng hợp như thế này. Và trên một cái bảng tổng hợp như thế này thì chúng ta có thể theo dõi được những cái ngày dùng máy thở của bệnh nhân. Chúng ta theo dõi được cái sự tuân thủ điều trị của máy thở của bệnh nhân là như thế nào. Và nếu như mà ở những cái ngày này mà chúng ta nhìn thấy cái một cái nút màu xanh da trời mà nhỏ nhỏ ở phía cuối đấy, thì khi mà chúng ta click vào cái nút đó thì chúng ta có thể xem được một cách chi tiết các cái đồ thị biểu diễn các cái lưu lượng đường thở của bệnh nhân. Donc ici, j'ai les données sur 28 jours, mais je peux avoir les données sur plusieurs mois, sur un an même. Et j'ai donc l'utilisation moyenne, l'indication des fuites, s'il y a des fuites importantes, l'index d'apnée hypopnée résiduelle. Je sais si ce sont des apnées obstructives ou des apnées centrales. Je sais s'il y a de la respiration de chaîne Stokes, etc. Vous voyez que j'ai toutes les données nécessaires pour le suivi du patient. Ví dụ như ở bệnh nhân này thì ngoài cái việc là chúng ta xem là bệnh nhân này tuân thủ điều trị như thế nào, thì chúng ta còn có thể xem được là rất là nhiều các cái thông số khác. Thế ví dụ ở bệnh nhân này thì tôi chỉ trích xuất cái dữ liệu là trong 28 ngày vừa rồi, vừa qua, nhưng mà ở trên cái phần mềm này thì chúng ta có thể xem rất là nhiều. Chúng ta có thể xem các cái dữ liệu của bệnh nhân, thậm chí là trong vòng 1 năm, 2 năm. Và ngoài những cái dữ liệu về các cái chỉ số như là ngày, số giờ mà dùng máy trong một ngày của bệnh nhân là bao nhiêu, thì chúng ta có thể xem được xem là bệnh nhân này có các cái dò khí nó nghiêm trọng hay không, rồi là chúng ta xem được các cái chỉ số ngưng giảm thở tồn dư của bệnh nhân là bao nhiêu. Thế trong cái chỉ số ngưng giảm thở tồn dư thì chúng ta sẽ xem được là cái chỉ số ngừng thở tắc nghẽn là bao nhiêu, ngừng thở trung ương là bao nhiêu, và chúng ta còn xem được cả các cái nhịp thở trainer stop của bệnh nhân có hay không nữa. Ici, je vous montre l'exemple de télésuivi d'un patient qui a une petite CPAP Philips, une CPAP DSGO avec une batterie. Ce patient, il a voyagé en Asie. Il a utilisé son appareil tout le temps, même les 2 nuits où il a voyagé en avion. Donc, on voit très bien qu'il a continué à mettre son appareil tous les jours. Et ici, on voit très bien le décalage horaire pendant
la semaine, les 6 jours là où il était en Asie, et là, c'est les 2 nuits où il a voyagé en avion. Donc, vous voyez que les données sont télétransmises chaque jour à distance, où qu'il soit. Và qua qua cái việc mà theo dõi các cái thông tin về thở máy này của bệnh nhân là thậm chí là chúng ta còn biết được là có thể bệnh nhân là đã di chuyển sang một cái châu lục khác mà có cái sự chênh lệch về múi giờ. Ví dụ như là ở bệnh nhân này thì là bệnh nhân dùng cái máy rất là nhỏ của Philips, là cái máy DSGo, cái máy này là dùng pin chứ không cần phải cắm điện. Thế thì bệnh nhân này cũng mang cả máy để đi du lịch sang châu Á nữa. Và khi mà chúng ta nhìn trên cái đồ thị mà biểu diễn cái sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân thì chúng ta thấy là rõ ràng là có sự chênh lệch về múi giờ ở trong khoảng 1 tuần khi mà bệnh nhân đi du lịch. Donc ici, on a les petites icônes bleues qui nous indiquent qu'on peut avoir accès aux courbes de débit détaillées. Donc si on clique sur cette petite icône bleue, on a l'accès aux courbes de débit détaillées du patient et vous voyez qu'il a une respiration très régulière au cours de la nuit, pas d'apnée, pas d'hypopnée. Và khi mà chúng ta thấy là có cái xuất hiện ở cái nút tròn màu xanh là xanh da trời ở phía cuối, thì khi mà chúng ta click vào đó thì chúng ta sẽ ra được một cái bảng tổng hợp, ra một cái bảng đồ thị các cái đồ thị biểu diễn các cái dòng thở của bệnh nhân. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng bệnh nhân này thở rất là đều, không có các cái cơn ngừng thở, giảm thở. Donc ça, c'était des exemples de télésuivi, télétransmission chez Philips. Chez ResMed, c'est la même chose. La présentation est un peu différente. Ce qui est intéressant chez ResMed, c'est que on a tout de suite, là, c'est les différents patients, et on a des codes de couleur. Lorsque l'observance est supérieure à 4 heures, c'est vert. Lorsque l'observance est inférieure à 4 heures, comme ici, c'est rouge. Vous voyez ici, c'est rouge, c'est utilisation 3h25, moins de 4 heures pendant cette nuit-là. Donc on a une présentation un peu différente chez RSM, avec des codes couleurs. Ở hai cái slide phía trước thì chúng ta đã xem về cái phần mềm gọi là cái nền tảng của Philips. Thế còn ở đây là một cái bảng báo cáo của cái ResMed, thì chúng ta sẽ thấy là nó rất là thú vị vì nó có rất là nhiều màu sắc. Thế ví dụ ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy là một cái bảng tổng hợp là để cho chúng ta nhìn nhanh các cái dữ liệu của bệnh nhân, là nếu như mà là cái ô mà màu xanh lá cây không ấy, thì chúng ta sẽ thấy là đấy là những cái đêm mà bệnh nhân tuân thủ rất là tốt, tức là trên 4 giờ một đêm. Thế còn nếu như mà cái ô mà nó có màu đỏ thì chúng ta sẽ thấy là những cái đêm đấy là bệnh nhân tuân thủ là chưa tốt, có nghĩa là dưới 4 tiếng. Thế ví dụ như ở cái mũi tên mà chỉ vào đây thì chúng ta thấy rằng là cái đêm đó là có màu đỏ, có nghĩa là bệnh nhân này chỉ sử dụng được có 3,25 tiếng thôi, tức là dưới 4 tiếng. Donc, je vais vous montrer au travers d'un exemple l'intérêt du télésuivi, du suivi à distance des patients. Ici, c'est un patient de 75 ans qui a des antécédents coronariens, cardiopathie ischémique, qui a eu des pontages aorto-coronariens, qui a un syndrome d'apnée sévère avec un index d'apnée-hypopnée à 46 par heure et qui a été appareillé par PPC, par CPAP. Et on voit ici qu'il utilise très régulièrement son appareil. Donc, on a une observance qui est tout à fait satisfaisante. Một cái ví dụ đó là một cái bệnh nhân nam 75 tuổi. Bệnh nhân này thì được gửi đến bởi vì là cái chỉ số AHI tồn dư của bệnh nhân vẫn rất là cao khi bệnh nhân được điều trị bằng máy thở. Thế thì ở bệnh nhân này thì người ta thấy rằng là có cái tiền sử là nhồi máu cơ tim với cái tiền sử là bắc cầu nối chủ vành. Thế thì ở ban đầu thì khi mà bệnh nhân được chẩn đoán cái hội chứng ngừng thở khi ngủ thì cái chỉ số AHI của bệnh nhân là 46, và sau đó thì bệnh nhân đã được chỉ định cho thở máy với cả cái áp lực đó là CPAP fix, tức là cố định là 10 cm nước. Và sau đó thì người ta thấy rằng là khi mà bệnh nhân sử dụng máy thở thì là bệnh nhân này tuân thủ máy thở khá là tốt, tức là các cái đường cột màu màu xanh đấy ạ, thì đấy là bệnh nhân tuân thủ máy thở rất là đều, khá là tốt. Et chez ce patient donc, qui était bien observant, le télésuivi va montrer une bonne observance, mais va montrer peu de fuites. Là, c'est normal, les fuites sont normales, mais on voit apparaître d'un coup des apnées résiduelles et des apnées d'allure centrale.
Ça, c'est les données recueillies par le donné, le télésuivi. Bệnh nhân này thì được theo dõi rất là sát sao và bệnh nhân này được theo dõi từ xa. Thế thì ở bệnh nhân này thì chúng ta thấy rằng là bệnh nhân tuân thủ điều trị cũng tốt, và khi mà người ta theo dõi thì người ta thấy rằng là cái chỉ số về cái dò khí của bệnh nhân thì cũng 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 tốt, cũng là bình thường. Nhưng mà có cái điểm bất thường ở đây, đó là cái chỉ số ngưng giảm thở của bệnh nhân rất là cao, và cụ thể ở trong đó là cái ngừng thở trung ương của bệnh nhân là 23,1, tức là cái ngừng thở này ở cái trung ương rất là nhiều. Et lorsque l'on voit ça sur le télésuivi, on peut aller consulter les données détaillées de la journée ou de la période à laquelle sont apparus ces événements. On voit que la pression, ben, elle est montée à son maximum, il n'y a pas de fuite anormale, mais qu'il y a beaucoup d'apnée centrale avec un index d'apnée centrale à 29 par heure. Và khi mà chúng ta thấy có cái điểm bất thường như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ phải xem xét đến những cái đồ thị một cách kỹ lưỡng hơn, về các cái đồ thị mà biểu diễn về các cái chi tiết hơn nữa của cái bệnh nhân này. Thế thì khi mà người ta xem một cách chi tiết vào các cái ngày điều trị thì người ta thấy rằng là rõ ràng ở trong các cái ngày điều trị này, áp lực của bệnh nhân là cũng lên được đúng là 10 cm nước, rồi là các cái dò khí thì cũng không nhiều. Tuy nhiên là cái chỉ số mà ngừng thở trung ương của bệnh nhân vẫn rất là cao, cụ thể là ở cái ngày này thì là nó là 29 ở trên giờ. Donc avant, lorsqu'on voyait ce type d'événement, on était obligé de revoir le patient, de le faire venir ou que le prestataire aille à domicile pour sortir les données détaillées sur la carte, pour voir les courbes de débit. Mais maintenant, on va pouvoir les consulter à distance et voir s'il s'agit bien d'apnée centrale. Thế thì trước khi chúng ta xem rằng là cái việc mà xử lý cái trường hợp này như thế nào, thế thì ở đây thì người ta đã tiến hành là cho những cái nhà mà cung cấp cái dịch vụ máy thở này đến nhà bệnh nhân để có thể lấy được các cái dữ liệu từ trong thẻ nhớ của bệnh nhân ra. Và khi mà có các cái dữ liệu ở trong thẻ nhớ này, tức là chúng ta sẽ có những cái đường cong về lưu lượng ở trên một cái phần mềm chuyên biệt, thì chúng ta sẽ phân tích các cái đường cong này để cho chúng ta sẽ xem xét xem là liệu cái vấn đề gì xảy ra ở bệnh nhân này. Ici, en fait, ce patient, à nouveau, c'était un patient qui lui aussi est passé brutalement en arythmie, et c'est son arythmie, donc sur un terrain de cardiopathie ischémique, qui a entraîné l'apparition d'apnée centrale. Thế thì chúng ta sẽ nhắc lại một cái điểm ở bệnh nhân này mà chúng ta sẽ nhớ lại, đó là bệnh nhân này là có cái tiền sử về bệnh lý tim mạch. Cụ thể đó là bệnh nhân có cái bệnh lý nhồi máu cơ tim mà có tiền sử là phải đặt cầu bắc cầu nối chủ vành đấy ạ, thì chúng ta sẽ xem là liệu đó có phải là cái nguyên nhân hay không. Ici, un autre exemple sur une machine Philips, où on voit là aussi apparaître des apnées, et on voit ici apparaître des apnées nombreuses et des apnées également des apnées centrales. Et donc là aussi, on va pouvoir aller consulter les données détaillées pour regarder ce qui se passe. Đây cũng là một cái ví dụ mà chúng ta thấy rằng là cái chỉ số ngừng giảm thở của bệnh nhân cũng rất là cao, là 30, trong đó thì cái ngừng thở trung ương là chiếm tới 29 trên giờ. Thế thì chúng ta cũng sẽ phải xem xét một cách chi tiết là cái chuyện gì đã xảy ra ở trong trường hợp này. Quand on va regarder les données détaillées sur une journée, sur une nuit, voilà ce qu'on voit. Pas de fuite importante, beaucoup d'apnée et les courbes détaillées sur 5 minutes, les courbes de débit respiratoire montrent cette magnifique respiration périodique de Shenstock, ou là ici sur 30 minutes. Donc on a à distance. On fait le diagnostic d'apnée centrale de respiration périodique apparue chez ce patient. Trường hợp này thì chúng ta sẽ phải xem chi tiết từng cái ngày thở của bệnh nhân để chúng ta xem là liệu cái vấn đề gì đang xảy ra ở đây. Thế thì khi mà chúng ta xem chi tiết từng ngày một thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái dò khí của bệnh nhân là không nhiều. Tuy nhiên là các cái sự kiện ngừng thở, giảm thở, tồn dư của bệnh nhân thì vẫn rất rất là nhiều. Thế thì khi mà chúng ta xem đến chi tiết, tức là chúng ta xem từng 5 phút một, thì chúng ta sẽ thấy là có cái sự hiện diện của cái nhịp thở chu kỳ hay nhịp thở Trainer Stock. Và khi chúng ta xem ở cái bước nhảy là 30 phút thì chúng
chúng ta sẽ thấy là các cái nhịp thở trainer stock này nó xuất hiện một cách rất là liên tục. Donc vous voyez que la télétransmission des données des machines et le télésuivi permet maintenant de suivre les patients à distance et de suivre au jour le jour et de voir, comme dans les exemples que je vous ai montrés, des événements, par exemple cardiovasculaires, qui vont entraîner l'apparition d'apnée centrale, par exemple. Mais ça peut être d'autres choses, bien sûr. Mais l'intérêt, c'est le suivi quotidien à distance qui est effectué. En France, ce ne sont pas les médecins hein, qui font ça, mais ce sont les prestataires qui contrôlent les données télétransmises à distance chaque jour. Và cái việc mà theo dõi cho bệnh nhân từ xa như thế này thì sẽ cho chúng ta rất là nhiều các cái thông tin. Và các cái thông tin đến từ bệnh nhân này là những cái thông tin mà chúng ta có thể lấy dữ liệu được từ hàng ngày, và qua các cái thông tin hàng ngày, ngày nào chúng ta cũng lấy thông tin đó, thì chúng ta sẽ phát hiện ra được những cái sự kiện mà bất thường ở cái bệnh nhân mà chúng ta theo dõi, ví dụ như là sự xuất hiện của các cái nhịp thở bất thường, nhịp thở có chu kỳ như thế này thì có thể là nguồn gốc từ các cái sự kiện về tim mạch. Thế thì ở Pháp thì cái việc mà theo dõi bệnh nhân như thế này thì không chỉ các bác sĩ theo dõi mà cả những cái nhà mà cung cấp dịch vụ máy thở thì họ cũng sẽ theo dõi những cái bất thường của bệnh nhân để có thể thông báo được cho các cái bác sĩ. Donc, ce sont les prestataires qui vont gérer les données télétransmises. En France, les prestataires ont des plateformes de télésuivi avec des gens qui surveillent tous les jours les données télétransmises par les machines des patients et qui vont gérer les anomalies et qui vont appeler le médecin, contacter le médecin si nécessaire. Pas à chaque fois, bien sûr, mais seulement si c'est nécessaire. Thế thì ở Pháp thì những cái nhà mà cung cấp dịch vụ máy thở ấy thì họ cũng có luôn luôn có một cái nền tảng, có cái phần mềm để có thể mà theo dõi được cái việc thở máy của bệnh nhân, và họ sẽ là người để chỉnh sửa những cái vấn đề trục trặc cho bệnh nhân. Tất nhiên là họ cũng sẽ tham khảo ý kiến các bác sĩ, nhưng mà tuy nhiên là không phải lần nào có vấn đề trục trặc thì họ cũng gọi. Nhưng mà họ sẽ có những cái thông tin phản hồi đến cho các cái bác sĩ để có thể chỉnh sửa được những cái vấn đề xảy ra nếu như mà vượt ngoài cái tầm kiểm soát của họ. Alors, bien sûr, il ne faut pas déclencher des alertes s'il y a des petites anomalies. Par exemple, pour les apnées hypopnées résiduelles, on ne déclenche une alerte que si on constate un index d'apnée hypopnée résiduelle supérieur à 15 pendant au moins 2 ou 3 jours de suite. Donc, si l'index d'apnée hypopnée est très faible, à 2 par exemple, on ne va pas déclencher une alerte, bien sûr. Và không phải tất cả những cái trường hợp nào thì chúng ta cũng đưa ra một cái mức cảnh báo, hoặc là chúng ta cũng cần phải tham khảo ý kiến của chuyên gia. Ví dụ như là người chúng ta sẽ chỉ cần là thông thường là chúng ta sẽ chỉ cần đưa ra cảnh báo hoặc là những cái sự thay đổi nếu như mà trong trường hợp mà cái chỉ số ngưng giảm thở tồn dư của chúng ta cao quá. Ví dụ như là AHI, cái chỉ số này nó trên 15 mà phải theo dõi là trong vòng 2 đến 3 ngày liên tục mà chúng ta thấy cái chỉ số này nó vẫn cao như vậy thì mới phải đưa ra cái cảnh báo để có thể điều chỉnh. Donc, on a vu, on a dit qu'il faut bien distinguer la téléobservance, c'est uniquement le nombre d'heures d'utilisation. Le télésuivi, c'est tout ce qu'on vient de voir, l'observance, les fuites, l'index d'apnée résiduelle. Et je vous ai dit, on va voir un exemple, qu'on peut faire de la télémédecine, c'est-à-dire qu'on peut modifier les réglages de l'appareil, de la CPAP à distance, modifier les réglages de pression. Alors, ça, on va voir qu'il faut être très, très prudent. Mais maintenant, c'est possible de modifier les réglages de l'appareil à distance. Vậy thì ngoài cái việc mà chúng ta sẽ theo dõi cái tuân thủ của bệnh nhân ra, rồi là chúng ta theo dõi về các cái chỉ số AHI tồn dư hay là các cái thông số về dò khí của bệnh nhân, thế thì hiện nay thì chúng ta có thể là sử dụng cái việc mà theo dõi xa này để chúng ta có thể, thậm chí là chúng ta có thể thay đổi hay là chúng ta chỉnh các cái thông số cài đặt cho bệnh nhân. Tất nhiên là các bạn sẽ phải lưu ý là cái việc mà chỉnh các cái thông số này thì phải hết sức thận trọng, nhưng mà hiện nay thì chúng ta đã làm được cái việc như vậy. Alors tout est enregistré, tout est tracé et tout est mémorisé.
C'est-à-dire qu'ici, on voit par exemple que les pressions ont été modifiées. On voit l'augmentation de la pression ici qui est passée de 10 à 12 cm d'eau. Ça a été fait à distance. Donc ici, tout est enregistré, tout est tracé. Thế thì tất cả những cái việc mà chúng ta thay đổi về các cái cài đặt trong máy thở của bệnh nhân, dù là ở xa hay là như thế nào, thì tất cả những cái thay đổi này thì nó đều được lưu lại ở trong cái bộ nhớ, để giúp cho chúng ta có thể giống như là truy vết được là cái việc mà chúng ta thay đổi các cái thông số cài đặt cho bệnh nhân. Thì ví dụ như là ở đây là một cái trường hợp bệnh nhân thì đã được thay đổi cái mức áp lực cài đặt từ 10 lên 12 cm nước từ xa. Thế thì tất cả những cái việc mà thay đổi này thì sẽ được đều được ghi lại ở trong bộ nhớ và chúng ta đều có thể xem được. Ah oui, pardon, le son était désactivé. Pardon, je recommence. Oui, d'accord. Pardon, oui, j'avais été trompé, désactivé le son. Je recommence. Donc, on voit ici que tout est enregistré, les modifications de pression. Le 12-02-2018, la pression était à 10. Ici, ça a été modifié, ici, à 12. Donc, vous voyez qu'on peut retrouver toutes les modifications qui ont été faites à distance. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là có một cái bảng mà để theo dõi về cái việc mà thay đổi các cái cài đặt của thông số máy thở, thì chúng ta thấy rằng là có những cái giờ, có ngày, có giờ mà thay đổi các cái thông số cài đặt. Ví dụ như là thông số cài đặt là từ 10 lên 12 cm nước chẳng hạn, thì chúng ta thấy rằng là tất cả những cái thông số này thì đều được ghi lại vào trong bộ nhớ, đều được ghi nhận và chúng ta có thể xem được từ xa. Voilà. Alors, ce télésuivi demande une organisation, je vous l'ai dit, tout à fait précise. Comme je vous le disais, il ne faut pas que des alertes soient déclenchées trop souvent pour que les médecins soient sollicités trop souvent. Donc en France, il y a un groupe de travail qui, des sociétés de pneumologie, sociétés de sommeil, etc., qui se sont réunis et qui ont, vous allez voir, proposé un algorithme pour l'utilisation des données du télésuivi des patients traités par CPAP. Thế thì khi mà chúng ta theo dõi cho bệnh nhân các cái thông số của máy thở từ xa như vậy, thế thì chúng ta sẽ phải có một cái bảng hay là một cái quy trình để làm sao cho cái việc mà các bác sĩ không bị gọi quá nhiều, tức là những cái thay đổi mà nó nhỏ thôi hoặc là có những bất thường mà nhỏ thôi thì sẽ không 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 phải phải gọi đến các bác sĩ quá nhiều. Thế thì ở đây là một nhóm các cái tác giả ở Pháp, ở trong các cái công tác ở trong các cái hội nghiên cứu về y học giấc ngủ của Pháp và các cái và ở thuộc ở cái hội hô hấp các nước nói tiếng Pháp ấy, thì đã đề xuất ra một cái quy trình để làm sao cho chúng ta theo dõi được các cái dữ liệu từ trong máy thở và cái cách giải quyết của chúng ta theo cái quy trình là như thế nào thì tôi sẽ trình bày sau đây. Donc, il y a un arbre décisionnel qui a été proposé, ça a été publié maintenant, j'ai oublié de mettre à jour la référence, ça a été publié dans la Revue des maladies respiratoires et dans la Revue de médecine du sommeil en France. Donc, cet arbre décisionnel précise ce qu'il faut faire et les alarmes qu'il faut déclencher en fonction des anomalies, voyez l'observance ou les fuites ou l'index d'apnée résiduelle et quelle attitude, quelle réaction il faut avoir si on constate ces anomalies par le télésuivi.
Thì đây là một cái quy trình mà các cái tác giả đã đưa ra và đã được đăng trên tạp chí của hội hô hấp mà có các nước nói tiếng Pháp đấy. Thế thì ở đây thì người ta sẽ theo dõi các cái chỉ số mà chúng ta lấy được từ các cái dữ liệu từ xa của bệnh nhân, ví dụ như là bệnh nhân có tuân thủ điều trị hay không. Nếu mà bệnh nhân không tuân thủ điều trị, tức là thở dưới 4 tiếng một đêm, thế thì chúng ta phải đưa ra cảnh báo để xem là cái dò khí hay là cái AHD tồn dư của bệnh nhân. Thế còn nếu mà bệnh nhân tuân thủ tốt thì tiếp theo lại chúng ta lại xem đến cái dò khí của bệnh nhân. Nếu mà cái dò khí của bệnh nhân này là bình thường, tức là có ở mức chấp nhận được, thì chúng ta xem tiếp đến cái chỉ số AHI tồn dư. Nếu chỉ số AHI tồn dư mà nó thấp thì chúng ta lại tiếp tục theo dõi bệnh nhân. Thế còn nếu như mà trong những cái trường hợp mà dò khí nó xuất hiện hay là AHI mà tồn dư mà cao nó xuất hiện thì chúng ta sẽ có những cái thái độ xử trí ở những cái cột bên cạnh. Donc le télésuivi, c'est très intéressant. Ça permet de faire beaucoup de choses, de contrôler les traitements à distance. Ça permet de modifier aussi les réglages à distance. Mais bien sûr, il ne faut pas que ça remplace les visites à domicile et toutes les consultations. Il faut continuer à voir les patients à domicile pour les prestataires comme chez nous. Et il faut continuer, bien sûr, à voir les patients en consultation de temps en temps. Mais il ne faut pas se contenter des données de télésuivi à distance. D'accord. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà theo dõi bệnh nhân từ xa mang lại cho chúng ta rất là nhiều các cái lợi ích, rồi mang lại cho chúng ta rất là nhiều các cái thông số, nhưng chúng ta cũng không được quá phụ thuộc vào cái việc mà các cái dữ liệu mà được truyền qua các cái hệ thống theo dõi từ xa như thế này. Thế thì cái việc rất quan trọng đó là chúng ta sẽ phải theo dõi bệnh nhân thông qua những cái buổi mà thăm khám lâm sàng của bệnh nhân, hoặc là bởi những cái nhà cung cấp dịch vụ máy thở giống như ở bên Pháp họ có. Thế còn ngoài ra thì là nếu như mà không có thì chúng ta vẫn sẽ phải thăm khám bệnh nhân định kỳ để chúng ta gặp trực tiếp bệnh nhân để trao đổi các cái vấn đề còn tồn tại với bệnh nhân. Parce que si on ne voit plus les patients à domicile ou en consultation, voilà ce qui peut arriver avec des machines qui ne sont pas entretenues, avec plein de poils de chien ou de chat comme ici, des moisissures, un humidificateur avec des moisissures. Donc, vous voyez, si ça à distance, on ne va pas le contrôler. Donc, il faut continuer à voir les patients et avoir les appareils, bien sûr. Nếu như mà chúng ta không thể gặp gỡ trao đổi hay là khám cho bệnh nhân tại nhà, hay là không thể là nào mà khám cho bệnh nhân tại viện, thế thì chúng ta sẽ bỏ sót những cái vấn đề mà chúng ta không biết được khi mà chúng ta lấy các cái dữ liệu từ xa. Khi mà chúng ta không có cái sự kết nối với bệnh nhân như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là sẽ có những cái vấn đề tồn tại, ví dụ như là các cái máy thở của người ta rất là bẩn, rất là nhiều các cái bụi bẩn như thế này, và các bạn sẽ thấy rằng là ở trong cái bình làm ẩm của bệnh nhân thì đã thấy là xuất hiện rất là nhiều các cái nấm mốc nó phát triển lên. Thế thì như vậy thì chúng ta sẽ phải bắt buộc là chúng ta ngoài cái việc theo dõi từ xa thì chúng ta vẫn cứ phải thăm khám bệnh nhân thông qua các cái trực tiếp với bệnh nhân. Ce qu'on ne verra pas non plus à distance, c'est l'état des filtres de la machine. Vous voyez, si un filtre n'a pas été changé depuis longtemps, eh ben, il est plein de poussière, comme ici, et ça, on ne peut pas changer le filtre à distance, bien sûr. Donc, il faut, encore une fois, voir les patients et les machines. Và một cái điểm nữa là chúng ta không thể theo dõi từ xa cho bệnh nhân được, đó là các cái vấn đề về bộ lọc khí. Thì ở đây chúng ta thấy rằng đây là một cái hình ảnh mà cái bộ lọc khí của bệnh nhân đã không được thay trong rất là nhiều tháng. Thì chúng ta sẽ thấy là có rất là nhiều các cái bụi bẩn như thế này. Thế thì ít nhất là chúng ta cũng phải, sau khi bệnh nhân thở máy xong thì chúng ta cũng sẽ phải gặp gỡ trực tiếp bệnh nhân ít nhất là một lần để chúng ta có thể kiểm soát được những vấn đề như thế này. Alors, pour résumer et synthétiser le cours de la fois précédente et d'aujourd'hui, donc on va finir avec cette diapositive. Donc, pour rappeler que le suivi du traitement par PPC par CPAP nécessite le suivi d'abord de l'observance avec un contrôle d'une bonne utilisation moyenne sur la période. Et que la bonne observance est indispensable pour assurer l'efficacité du traitement.
Để kết thúc cái bài trình bày thì tôi sẽ có một cái slide kết thúc này. Thế thì trong tất cả những cái vấn đề mà khi mà chúng ta theo dõi điều trị bằng máy thở cho bệnh nhân thì chúng ta cũng sẽ phải xem các cái thông số. Thứ nhất đó là cái độ tuân thủ của bệnh nhân. Chúng ta sẽ phải xem là bệnh nhân sử dụng máy trung bình là bao nhiêu giờ một ngày và bệnh nhân sử dụng máy trong một cái giai đoạn cụ thể thì chúng ta sẽ phải xem. Và cái thứ hai đó là cái việc mà tuân thủ tốt là một cái yếu tố rất là cần thiết để bệnh nhân có thể có cái hiệu quả của điều trị được tốt nhất. La deuxième chose à surveiller, ce sont les fuites. L'existence de fuites peut rendre le traitement inefficace, donc il est très important de contrôler qu'il n'y a pas de fuite anormale. C'est la première chose à contrôler. Và một trong những cái vấn đề rất quan trọng nữa mà chúng ta phải kiểm soát đó là cái giò khí, bởi vì nếu như mà có xuất hiện của một cái giò khí mà không chủ đích ở cái mức độ cao thì là cái hiệu quả điều trị của bệnh nhân là sẽ không được đảm bảo. Và như vậy thì cái giò khí là một trong những cái yếu tố đầu tiên mà chúng ta sẽ phải xem. Si il n'y a pas de fuite, donc on contrôle l'évolution des pressions et on va s'assurer que les réglages de pression sont bons. On a vu des exemples où la pression maximum, par exemple, n'était pas suffisante. Donc il faut contrôler que les réglages de pression assurent une efficacité du traitement. Một vấn đề tiếp theo nữa đó là khi mà chúng ta đã kiểm soát được là bệnh nhân không có giò khí thì chúng ta sẽ xem tiếp đến cái áp lực. Thế thì áp lực ở đây thì chúng ta sẽ phải xem là cái áp lực nào là áp lực hiệu quả đối với bệnh nhân. Ví dụ như là trong những cái slide trước thì tôi đã nêu ra một vài những cái ví dụ mà chúng ta đã thấy rằng là cái áp lực cao nhất của họ là chúng ta đặt là nó không đủ. Như vậy thì nó sẽ không mang lại được cái hiệu quả điều trị cho bệnh nhân. Ensuite, s'il n'y a pas de fuite, si les réglages de pression sont bons, on regarde l'index d'apnée d'hypopnée résiduelle. Et en cas d'index d'apnée d'hypopnée résiduelle élevé, en l'absence de fuite, donc vous avez vu qu'on peut se poser plusieurs types de questions. Soit c'est un problème de temps de rampe en début de nuit, soit c'est un problème de niveau de pression. Ou alors, vous avez vu plusieurs exemples où ça peut être l'apparition d'apnée centrale, c'est-à-dire ce qu'on appelle un syndrome d'apnée émergent, c'est-à-dire c'est l'apparition d'apnée centrale chez un patient traité par CPAP. Et on a vu plusieurs exemples avec la survenue d'incidents cardiovasculaires ou d'accidents cardiovasculaires, problèmes coronariens, troubles du rythme, etc. Vấn đề tiếp theo nữa chúng ta phải xem đó là cái chỉ số AHI tồn dư. Sau khi mà cái áp lực của chúng ta thấy rằng là chúng ta cài đặt tốt rồi và không có giò khí thì nếu như mà AHI tồn dư nó vẫn ở mức cao thì chúng ta sẽ phải xem xét rất là nhiều các cái câu hỏi. Ví dụ như là các cái câu hỏi về cái thời gian RAM time, tức là cái thời gian mà cài đặt cái mức độ RAM đấy, và của chúng ta đã cài đặt như thế là có bị quá dài hay không, hay là chúng ta sẽ phải xem các cái mức áp lực của chúng ta cài đặt như vậy về cái chế độ mà thở ra của bệnh nhân đã được hay chưa. Và ở đây một cái vấn đề nữa nó mà tôi đã nhắc đến rất là nhiều ở trong các cái ví dụ phía trước đó là các cái chỉ số gương giảm thở mà nó mới phát hiện, tức là nó mới xảy ra, hay còn gọi là cái ngưng giảm thở trung ương mà sau khi mà sử dụng CPAP thì nó mới xuất hiện. Một cái vấn đề nữa đó là khi mà chúng ta theo dõi cho bệnh nhân từ xa như vậy thì chúng ta có thể theo dõi được cả những cái biến cố, ví dụ như là các cái tai biến mạch máu não hoặc là các cái vấn đề về tim mạch, ví dụ như là nhồi máu cơ tim, các cái vấn đề về bệnh mạch vành hoặc là các cái rối loạn nhịp tim mà xuất hiện ở trong cái quá trình mà theo dõi máy thở của bệnh nhân. On a vu aussi des exemples où la persistance d'apnée et hypopnée pouvait être liée à des problèmes de position, des problèmes de modification du poids ou des problèmes de prise d'alcool ou de médicaments. Và bên cạnh đó thì thông qua cái chỉ số AHI tồn dư thì chúng ta còn biết được cả những cái thói quen của bệnh nhân nữa. Ví dụ như là các cái thói quen về nằm chẳng hạn, nó liên quan đến tư thế của bệnh nhân, rồi là chúng ta sẽ xem được cả những cái thay đổi về cân nặng của bệnh nhân, hoặc là có những giai đoạn mà bệnh nhân sử dụng rượu rất là nhiều hoặc là bệnh nhân sử dụng thêm thuốc chẳng hạn. Thế thì chúng ta cũng sẽ phát hiện ra được những cái thay đổi như vậy.
Ce qu'on peut faire aussi enfin pour le suivi des patients sous CPAP, c'est faire une oxymétrie, un enregistrement de la SpO2 couplé à la machine. On peut brancher un oxymètre pendant une nuit ou plusieurs nuits pour faire un enregistrement de la SpO2 couplé à la CPAP. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái cổng kết nối với cả các cái máy CPAP và chúng ta có thể kết nối với cả cái hệ thống mà đo độ bão hòa oxy SpO2 cho bệnh nhân. Thế thì chúng ta có thể gắn cái hệ thống này ở trong một đêm hoặc là nhiều đêm thì tùy vào từng trường hợp của những bệnh nhân khác nhau. Donc ça, l'oxymétrie couplée, ça peut être très intéressant pour vérifier l'efficacité du traitement chez des patients qui ont des pathologies associées, SAS plus BPCO, par exemple. Và cái việc mà gắn thêm các cái kênh đo độ bão hòa oxy này thì nó sẽ tỏ ra là có hiệu quả trong những trường hợp mà chúng ta cần theo dõi cái độ bão hòa oxy máu của bệnh nhân, nhất là trong những trường hợp bệnh nhân có những cái bệnh lý đồng mắc, ví dụ như là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính CPD chẳng hạn. Enfin, malgré toutes ces données télétransmises par les machines, malgré la consultation des courbes de débit détaillées, comme on l'a vu dans plusieurs exemples, parfois on ne comprend pas ce qui se passe, et dans ce cas-là, on va faire une polysomnographie ou plutôt une polysomnographie sous PPC en hospitalisation pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Nếu trong trường hợp mà chúng ta đã có kiểm soát được tất cả những cái vấn đề như trên rồi mà chúng ta vẫn thấy là chúng ta không giải quyết được vấn đề hoặc là chúng ta không tìm được nguyên nhân, thế thì lúc đó thì chúng ta sẽ bắt buộc phải cho bệnh nhân nhập viện để chúng ta có thể đo lại đa ký hô hấp hoặc là đo lại đa ký giấc ngủ, hoặc thậm chí là chúng ta sẽ đo đa ký hô hấp giấc ngủ với cả cái máy thở và chuẩn độ ở trong trong bệnh viện để có thể tìm ra được cái nguyên nhân dẫn đến những cái bất thường mà khi mà bệnh nhân thở máy. Mais finalement, maintenant, avec toutes ces données enregistrées par les machines et toutes ces données télétransmises, les indications de polysomnographie sous CPAP ont beaucoup diminué. Và với cái việc mà chúng ta có thể theo dõi được các cái dữ liệu bệnh nhân thông qua cái việc mà theo dõi từ xa, thế thì cái chỉ định mà thở chỉ định đo đa ký mà ở với cái máy thở, tức là vừa đo đa ký vừa thở máy, thì đã được giảm đi rất là nhiều. Eh bien, merci pour votre attention. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc maintenant, si vous avez des questions, bien sûr, je peux y répondre. Merci beaucoup pour votre attention. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe cái bài trình bày của tôi. Bây giờ tôi sẽ chờ đợi các cái câu hỏi từ các bạn thì có thể giải đáp cho các bạn. Maintenant, il n'y a pas de questions. Bien, de toute manière, donc maintenant, on a fini le cycle de cours. Hein. Je crois qu'après, vous allez avoir l'examen des questions. Hein. Mais le professeur Anton Ningxuan vous dira cela. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez demander par mail si besoin. Hein. Oui, d'accord. Et puis, ben, écoutez, j'espère que ça va aller mieux dans nos pays, que l'épidémie de Covid va régresser. En France, actuellement, ça semble diminuer. J'espère que chez vous au Vietnam, ça va être pareil et que dans les mois qui viennent, pas tout de suite, mais dans les mois qui viennent, on va pouvoir à nouveau voyager et se voir. Et j'espère bien aller vous revoir au Vietnam et que certains d'entre vous puissent revenir en France dans les mois qui viennent. Mais certainement, il faut encore attendre plusieurs mois, certainement. Enfin, en attendant, je vous souhaite à tous
Une bonne santé à tous, à vos familles. Portez-vous bien. Faites attention, protégez-vous. Et puis, j'espère que vous pourrez être vaccinés rapidement contre le Covid pour qu'on puisse tous voyager. Portez-vous bien. Bonne santé à tous. Merci, professeur Francis. Bonne santé à vous aussi. Et j'espère aussi que je peux vous voir au Vietnam. Oui. Thầy Francis, oui. Thầy C'est Francis, notre souhait à tous. Oui. Thầy Francis thì cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn học viên ở trong lớp thì đã rất là chú ý theo dõi các cái bài giảng của thầy từ đầu khóa học đến bây giờ là cũng đã là mấy tháng rồi và thầy cũng gửi lời cảm ơn tới các bạn và cũng hy vọng rằng là cái dịch bệnh COVID này thì nó cũng sẽ giảm nhanh chóng để mà thầy cũng có thể sang được Việt Nam và các bạn ở Việt Nam cũng có thể sang Pháp để học tập và thầy cũng hy vọng rằng là các bạn hãy giữ sức khỏe đồng thời cũng nhanh chóng để tiêm phòng vaccine để có thể đạt được cái miễn dịch để có thể chúng ta có thể nhanh chóng vượt qua cái đại dịch COVID. Xin cảm ơn các bạn. Très bien, ben merci beaucoup et bon week-end à tous et j'espère à bientôt. Au revoir. Bon week-end à vous aussi. Merci et au revoir. Merci, Merci. au revoir.